và con đã làm theo lời giảng của thầy. Con đã cúng dường tượng Phật, cúng kinh, phóng sinh và làm cỗ chay cúng Phật. Tháng nào con cũng cố gắng lên chùa Khai Nguyên 2 đến 3 lần để cầu nguyện cho gia đình con và các con của con. Thầy cho con hỏi làm như vậy đã được chưa ạ? Phật tử nói rằng gia đình làm ăn trên thì nói rằng làm ăn bình thường, sinh được 2 con, các cháu học hành xong rồi nhưng vẫn chưa có công ăn việc làm, nói chung là chưa gặp may mắn. Phật tử này là cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng khoảng 2 tháng nay, cũng làm việc thiện như cúng dường tượng Phật và ấn tống kinh sách, thường là hay nghe giảng. Tháng cũng cố gắng lên chùa đến 2 đến 3 lần để cầu nguyện cho gia đình. Hỏi làm như vậy đã được chưa? Ở đây thì cái điều quan trọng là cái tụng kinh, cái khi tụng kinh cái tâm mình có để vào kinh không? Cái điều quan trọng là có nhất tâm tụng kinh không? Và một điều quan trọng nữa đó là mình đọc kinh có hiểu được lời Phật dạy trong kinh để mà áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, tu tập để cho cái tâm mình ấy, nó được bình an, nó được thanh thản, không bị mọi cảnh vật của thế gian nó chi phối quá nhiều. Như là đừng để cho tham lam, cái tâm tham á, nó chen lấn mất cái tâm bồ đề của mình đi. Đừng để cho cái tâm sân giận á, nó làm mất đi cái lòng từ bi của mình đi. Cũng đừng để cho cái tâm mình nó si ám, tin theo Phật một cách á, mê mờ thì cũng không không đúng. Cái việc tụng kinh niệm Phật là để gì? Là để cho cái tâm mình á, nó được an. Cái cầu nguyện ấy thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Cầu nguyện là một phần nhỏ. Học Phật là phải người tu Phật, tụng kinh Phật, tu Phật là phải học theo lời dạy của Phật, hành theo việc làm của Phật và noi theo cái gì cái đức của Phật đó để mà tu. Chứ không phải là cứ tụng kinh niệm Phật là cầu hết cái này đến cái nọ, mong cho được, được thì vui, không được thì buồn thì chán, thậm chí là gì bỏ đạo vân vân, thì đó không phải là người đệ tử Phật, không phải là người học Phật chân chính. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được rằng á, tất cả cái tội phúc đều là do nhân duyên chúng ta tạo nên nhiều đời nhiều kiếp trước vậy. Vì sao? Có người hỏi rằng vì sao? Phật nói về nhân quả, nhân nào quả đấy. Tại sao á? Chúng con thấy là có người làm việc rất xấu, rất ác mà họ vẫn không bị pháp luật trừng trị. Họ vẫn không bị Phật Thánh quở trách. Họ vẫn sống một cuộc sống là an vui, sung túc, thậm chí là có thể nói là được xã hội họ trọng vọng, vân vân và vân vân. Nói như vậy thì chúng ta chỉ thấy là cái nhân làm ác của họ đời này. Nhưng chúng ta không biết rằng á, cái nhân làm thiện của họ vô lượng vô số đời kiếp về trước, nay á, họ được hưởng cái quả báo thiện do hạt giống đời trước kiếp trước họ gieo trồng, nay họ thụ hưởng. Cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy là cái quả thiện của họ đang hưởng bây giờ, chứ không nhìn thấy cái nhân thiện họ trồng từ đời trước kiếp trước, vô thủy kiếp trước, vân vân. Vì vậy mà chúng ta có cái sự hiểu lầm là nhìn nhận sai lệch về giáo lý của Đức Phật, hiểu biết hiểu nhận sai lầm về về luật nhân quả mà Đức Phật đã nói. Chúng ta phải hiểu luật nhân quả ở đây là gì? Sự vận hành vốn có của nó. Vốn dĩ khi có sơn hà đại địa, vốn dĩ khi có gì vạn sự vạn vật ở thế gian này thì quy luật nhân quả cũng liền đó mà có. Cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia mất. Ở trong kinh A-Hàm Đức Phật nói như vậy. Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là sự tương tác lẫn nhau, tương duyên lẫn nhau ở trong cuộc sống này. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng là cuộc sống của những cái người mà làm việc xấu ác bây giờ, ví dụ buôn gian bán lậu, quan tham hối lộ vân vân chẳng hạn, cái cuộc sống của họ vẫn sung túc, vẫn giàu có, vẫn khỏe mạnh, vẫn gì, vẫn an vui, đầm ấm.
thậm chí là ngày nào cũng ăn uống nhậu nhẹt, rộn rã tiếng cười, mà không thấy pháp luật là để trừng trị, không thấy là trời Phật là bỏ trách, mắng phạt vân vân chẳng hạn. Và họ nghĩ như rằng đấy không có nhân quả, không có tội phúc. À, xin thưa các quý vị, Đức Phật nói ở trong kinh Nhân Quả Báo Ứng nói, đấy chẳng qua là gì? Cái mà nhân ác ngày hôm nay họ gieo, thực sự là nó chưa đến lúc gì đơm hoa kết trái và chín mùi mà thôi. Tôi lấy một cái ví dụ giống như người nông dân. Một người nông dân cấy lúa đi, cho nó dễ đi, nói về cấy lúa thì chúng ta dễ hiểu hơn. Thì lúa thì thường là 3 tháng rưỡi đến 4 tháng, hoặc trên 4 tháng một tí, tùy theo lúa dài ngày hoặc ngắn ngày thì chúng ta được gặt. Nay cứ nói tóm lại là khoảng 4 tháng, từ khi gieo mạ cho đến khi gặt, khoảng tầm như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy người nông dân 4 tháng trước họ chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm, gieo xạ hoặc gieo mạ, nhổ mạ hoặc gieo thẳng, rồi họ chăm chỉ cái thửa ruộng của họ, dẫn nước, làm cỏ, bón phân, vân vân. Và khoảng độ đến tầm 3 tháng, khi mà lúa bắt đầu là có đồng và bắt đầu là rỗ rồi, rồi bắt đầu là gì? Chắc xanh rồi. Thì khi đó thì người nông dân đó họ không ra tháo nước, dẫn nước bón phân nữa, cũng không làm cỏ nữa, và họ đi chơi. Họ đi chơi trong vòng nửa tháng hoặc cả tháng luôn. Họ đi chơi, họ không làm nữa, họ không ra thăm đồng nữa, họ không làm nữa. Và mọi người thấy họ thấy cứ thấy họ đi chơi. Và sau khoảng 1 tháng hoặc 20 ngày nữa thì họ ngừng đi chơi, lại họ đi gặt. Thế họ đi gặt thì khi đó lấy là họ mang lúa về. Họ mang lúa về nhà, chất đầy sân đầy nhà, tùy theo họ cấy nhiều hay cấy ít. Nếu cấy nhiều thì đầy sân đầy nhà, có lúa để ăn. Nếu mà người mới đến gặp anh ta khoảng độ 15-20 ngày trước, nói rằng cái anh này nó lười lao động, suốt ngày tôi thấy nó đi chơi, nó ngồi ở quán rượu quán bia, nó ngồi ở ăn hàng ăn quán, ngày nào sáng nào tôi đi ăn cũng thấy nó đi ăn, và trưa nào tôi đi rồi đi đánh bóng hay đi gì, đi đá bóng cũng thấy nó đi đá bóng, đi đánh bóng. Tôi đi đánh cầu ngày nào cũng thấy nó đánh cầu, tôi đi chơi gôn ngày nào cũng đi chơi gôn, vân vân chẳng hạn. Nó lười biếng như thế, tại sao lại hôm nay lại thấy gì? Đến nhà nó thăm thì lại thấy nó lắm lúa lắm thóc đến thế. Nhưng chúng ta không biết rằng trước cái khi nó ham nó đi chơi đó, trước cái khi anh nông dân đi chơi, anh ấy đã làm mất 3 tháng ròng rã để chăm cho cái những cái thửa ruộng của mình, chăm cho những cái cánh đồng lúa của mình rồi. Những khi cái lúa của anh ta đến khi mà nó chắc xanh rồi, anh ta đấy có thể xả đi chơi được một tí. Nhưng chúng ta chỉ thấy cái lúc họ đi chơi, nhưng điều quan trọng là khi họ gạt về họ có lúa họ ăn. Đấy, cái trường hợp như vậy thì chúng ta thấy là có người, đấy là cũng có những trường hợp, cái nhân mà đời này chúng ta đến thấy họ, có những người họ thể hiện làm cái việc nó, họ không thích làm việc thiện nhiều. Đấy là tôi ví như là người không thích làm việc thiện nhiều. Ví dụ chúng ta đến khuyên họ đi chùa, họ không đi chùa. Khuyên họ bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, họ bảo rằng tôi, nhà tôi làm được đồng tiền khó khăn vất vả quá, chẳng cần phải bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, tôi gì, tôi vẫn tự tâm tôi tu tập, tự tôi gieo trồng công đức là được. Trường hợp đó ví như người chăm chỉ làm ăn mấy tháng, chăm cho cái thửa ruộng của mình mấy tháng trước, nhưng mà khoảng 15-20 ngày sau thì anh ta đi chơi, anh ta không làm nữa. Nhưng mà khoảng sau 15-20 ngày anh ta lại đi làm để gặt lúa về. Và gặt lúa về thì trường hợp này thì chỉ cho người có phúc hưởng phúc, nhưng không biết gì, không biết làm phúc tiếp theo. Nhưng anh ta vẫn không làm tội, vẫn không làm việc xấu ác quá nhiều, có cái anh ta không biết bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, làm việc thiện mà thôi. Còn thì trong cuộc sống anh ta gì, vẫn là bình thường, so với người thế gian gọi là bình thường, không làm xấu cũng chẳng làm ác, anh ta bình thường, có thể nói là hơi bo keo kiệt một chút, không chịu làm việc thiện, không chịu phóng sinh tu phúc vân vân. Thì những hạng người như thế chúng ta thấy là
họ có giàu có của ăn của để nhưng không chịu làm việc thiện, thì những hạng người như thế thì đời sau kiếp sau thì cũng chưa biết là họ đi về đâu. Tất nhiên họ sẽ không đọa vào ba đường ác đâu. Nhưng còn mà hạng người ở đây dẫn chứng để nói cho chúng ta một cái hạng người đời trước kiếp trước họ thì làm rất nhiều việc thiện, giống như là bác nông dân kia chăm chỉ làm ruộng cho đến gì, đến ngày gặt lúa. Khi gặt lúa về một cái anh ta thấy là ồ, nhà mình nhiều lúa thế này, ăn bao giờ cho hết, cho nên á thôi nhiều thế này chất đầy hết là thóc lúa hết trong hết cái hòm nọ đến bồ kia thế này, hết bồ thóc này đến bồ thóc kia thế này, ăn bao giờ cho hết, có thể ăn thì ăn đến tận 2-3 năm sau mới hết, cho nên thôi ta để ăn hết thì mới làm. Hoặc là anh ta nghĩ gì, ta đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ ta phải hưởng thụ, cho nên á đến vụ sau anh ta không đi làm và anh ta lao vào con đường gì ăn uống nhậu nhẹt. Bình thường ra cái lúa của anh ta có thể gì? Nếu chỉ ăn bình thường, chi tiêu bình thường trong gia đình 4-5 người chẳng hạn, hai vợ chồng 2-3 đứa con 4-5 người cứ ăn uống chi tiêu bình thường không có việc gì đột xuất thì anh ta có thể gì ăn được khoảng 2 năm chẳng hạn, tôi ví dụ như thế. Nhưng khi anh ta gì ăn uống chơi bời nhậu nhẹt cờ bạc lô để bóng đá cá độ vân vân, bước đầu thì có thể anh ta thử, nhưng dần dần anh ta thử vào nó thành mê rồi. Khi mê rồi thì anh ta gì? Anh ta không thể thoát ra được và anh ta lao vào con đường đó. Các vị nghĩ xem, cái lương thực anh ta dành cho ăn 2 năm nó có còn được 2 năm không? Chắc chắn không được 2 năm nữa. Mà có thể gì? 6 tháng cũng không đủ nữa đối với anh ta. Đó. Hoặc có thể 8 tháng, có thể 10 tháng, tùy theo. Anh ta ăn đốt cái gì? Ăn chơi quá đà thì nó sẽ hết nhanh. Tương tự như vậy, cái phúc báo của con người ta tạo ra nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà đời này kiếp này chúng ta thọ hưởng đó. Có những người, có những kẻ nó làm rất nhiều việc xấu ác, buôn gian bán lậu vân vân, nhưng cuộc sống của nó chúng ta thấy nhờn, vẫn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Đó chẳng qua là gì, ví như là cái thóc của anh ta, của anh nhà nông dân kia, nó ăn được 2 năm nhưng mà bây giờ nó mới ăn được khoảng gì, mới chi tiêu được khoảng 6 tháng. Nó còn khoảng 2-3 tháng nữa nó mới hết. Thì bây giờ thì chúng ta thấy là nó, chúng ta không thấy được cái phúc của nó thì vẫn còn một chút xíu, cho nên nó vẫn còn nhờn nhơ ở đó. Nhưng chúng ta thấy tất cả nhân quả Đức Phật đã nói đều không có sai. Nhân nào thì quả đấy. Cho nên ở đây Phật là Phật tử, chúng ta phải nhìn nhận rõ cái điều đó mà tu tập. Ở đây Phật tử nói rằng Phật tử có tụng kinh rồi, cũng giảng tượng Phật rồi, cũng giảng kinh sách rồi, nghe thầy giảng tụng kinh phóng sinh thu phúc vân vân, ngày một tháng đến chùa 2-3 lần để cầu phúc cho gia đình, nhưng mà thấy là con cái vẫn chưa công ăn việc làm. Phật tử này đại ý hỏi là gì? Con làm như vậy đã được chưa, con đã đủ chưa? Thì tôi nghĩ rằng mình đừng có bao giờ kể công với Phật là mình đã làm được cái này cái nọ với Phật, cũng đừng bao giờ kể công mà hỏi rằng con làm như vậy đã đủ chưa. Phúc báo thì mình làm không bao giờ đủ. Chúng ta thấy Phật thành Phật rồi, Phật đã nghĩ để ngồi hưởng cái phúc của mình chưa? Chưa. Phật chưa ngồi hưởng cái phúc của mình mà Phật gì còn càng gì đem cái phúc của mình để đi độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh không chỉ trong một thế giới mà gì nhiều thế giới, không chỉ một cõi tam thiên đại thiên thế giới mà gì mà hằng hà cõi tam thiên đại thiên thế giới, phân thân vô số biến khắp 10 phương tùy duyên tùy nguyện để mà phổ độ chúng sinh. Cho nên nay chúng ta tu tập được bao nhiêu công đức, chúng ta chỉ chúng ta gì tự biết trong tâm, cầu Phật chứng Phật biết cho con thôi. Còn bao giờ mình mà đủ phúc thì tự nhiên gia đình của mình mọi sự sẽ gì sẽ đâu vào đó. Ở đây Phật tử này nói tụng kinh như thế mới có 2 tháng, nhưng ngày tụng được có một gì một thời, tối thì nghe pháp vì bận công việc gia đình làm ăn bán hàng vân vân. Mà lúc bán hàng thì cái tâm chúng ta gì rất hay tạp, cho nên cái lúc ngồi vào tụng kinh ấy, đang ngồi tụng kinh cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, có khi lại nghĩ hôm nay không biết là cái hàng gì còn hàng gì hết, hàng còn hàng hết kia gì lo cái để nhập vào ra sao, bán ra ra sao, lo xem mấy cái đứa nhân viên nó bán nó có chôm chỉa tí nào không, vân vân đủ thứ bài giảng lo trong đó. Cho nên một thời tụng kinh
nói là một thời tụng kinh nhưng chắc gì á, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, nhưng mình đã được khoảng một nửa thời gian là tâm an ở trong kinh đâu. Đó. Cho nên điều quan trọng là mình phải giữ cho tâm ý trong sạch. Điều quan trọng là phải giữ chọn niềm tin vào Đức Phật, giữ chọn vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển. Và mình gì? Mình chỉ cầu nguyện là thôi, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con, cho nghiệp chướng xấu ác, cái hạt nhân xấu ác vô thủy kiếp trước của con sớm được tiêu trừ, cái nhân thiện của con nó sớm được nảy nở, và cái sự khổ đau ở trong đời này kiếp này Phật Bồ Tát gì thấy mà cái nhân thiện con á nó nảy nở, nhân ác tiêu trừ đi á, quả thiện dần dần nó lớn lên á, thì cái hạnh phúc, sự mong cầu ở trong gia đình chúng ta không cầu nó cũng tự đến, không cầu cũng tự đến. Cho nên trường hợp Phật tử này á, hỏi rằng làm việc như vân vân, như đã hỏi, như là tụng kinh niệm Phật, nghe giảng, phóng sinh, đi chùa tháng 2-3 lần như vậy đã đủ chưa? Tôi nghĩ rằng chưa đủ. Thì có thể người ta lại hỏi là thế làm như vậy chưa đủ thì bao giờ cho đủ? Bao giờ cho đủ? Tự Phật tử này sẽ trả lời được câu hỏi của mình. Ví dụ Phật tử cứ nhất tâm tụng kinh tín Phật, niệm Phật như vậy, làm những việc thiện như thế, và hai đứa con của mình thì ra trường rồi chưa công ăn việc làm, khi mà hai đứa con đó nó nộp đơn, nó xin việc và nó đi làm được, có công ăn việc làm ổn định chẳng hạn, thì đó là gì? Đó là đủ cho cái việc gì? Cái việc mà con cái mình, gia đình mình một phần nào đó, đấy về phần đó. Còn việc nữa là Phật tử bảo không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vì sao mình không gặp nhiều may mắn? Vì cái phúc báo của mình còn kém vậy. Khi mình tụng kinh tu phúc, phóng sinh, làm thiện, vân vân, đi chùa lễ Phật, vân vân đó, cái công đức nó lớn, nó dày lên rồi ấy, thì tự nhiên mọi cái đó, vấn đề đó nó sẽ được như ý nguyện của mình. Thì lúc đó nó được đến đâu thì Phật tử này sẽ tự hiểu. Đã, cũng có rất nhiều Phật tử trước khi đến với cái ngôi chùa Khai Nguyên này, họ rất đau khổ. Đau khổ vì nhiều thứ, tiền tài của cải thiếu thốn cũng đau khổ, tình cảm vợ chồng sứt mẻ cũng đau khổ, con cái hư hỏng cũng đau khổ, bệnh tật triền miên cũng đau khổ, vân vân. Nói tóm lại là có rất nhiều sự đau khổ khác nhau đến vô lượng vô biên các hoàn cảnh đến đây. Nhưng mà cũng có thì có rất nhiều Phật tử, rất nhiều thiện nam tín nữ, từ cái chỗ đau khổ đó họ thực sự hiểu được cuộc đời là vô thường, hiểu được cái quy luật nhân quả, và họ nhất tâm họ sám hối cái nhân xấu ở đời trước họ gieo trồng, hiểu được cái cuộc đời là vô thường. Cho nên gì, họ phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật ngay, ăn chay đi tụng kinh niệm Phật ngay, thì chỉ một thời gian ngắn thôi, cuộc sống của gia đình họ hoàn toàn là gì, thay đổi. Những sự thiếu thốn về vật chất cũng dần dần được cải thiện, bệnh tật cũng dần được tiêu trừ, con cái hư hỏng cũng dần gì, dần ngoan ngoãn trở lại. Đó, như giảng kinh Địa Tạng thầy thường giảng đến 2-3 lần, không dưới 2 lần. Có một Phật tử ở gia đình ở khu vực quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác ấy. Khi còn ở cái nhà cũ ở khu vực nơi khác ấy, thì con trai hay rất ngoan, có 2 mẹ con, chồng ông mất sớm, sinh con ra được mấy tuổi thì ông chồng mất, thì 2 mẹ con vì thương con cho nên bà mẹ ở như vậy để nuôi con. 2 mẹ con sống rất tình cảm, nhưng từ khi đứa con thi vào đại học, bắt đầu bán nhà để chuyển ra gần chỗ trường học cho con trai đi học đỡ vất vả, mua nhà ở khu vực quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác. Nhưng từ khi cái ngày chuyển nhà về đó cũng là cái ngày gì, mẹ con gần như không có sự tiếp cận được với nhau. Mẹ muốn gần con như gì, con nó không nghe, nó không chịu. Thậm chí là mẹ bảo là có khi hơn 2 năm trời con học đại học, chưa bao giờ mẹ con ngồi ăn cơm chung với nhau, kể cả những ngày giỗ ngày Tết, kể cả ngày giỗ bố nó, cúng xong nó lên bảo lên thắp hương, lên thắp nén hương xong nó lại vào phòng đóng cửa. Kể cả ngày Tết có 2 mẹ con vậy, nó cũng chẳng ngồi ăn chung với mẹ nó. Một cái việc, một cái hành động, một cái việc làm nó quái thai như vậy, bà mẹ rất là buồn. Nhưng nói thì nó không nghe, nói thì nó bảo khổ lắm con biết rồi, và nó đóng cửa cả thình vào, nó ở trong nhà cũng chẳng biết nó làm gì nữa, gọi nó cũng chẳng thưa, mà nói nó cũng chẳng cãi, cứ như vậy lầm lầm lũi lũi như vậy. Và mẹ nó nghĩ rằng gì, có thể con mình bị bệnh tự kỷ,
vào học đại học nó nhiều, con nó tự kỷ, nhờ một vài nhà chuyên gia tâm lý đến để khám chữa cho nó thì họ bảo không phải tự kỷ, nó bình thường. Sau năm 2015 thì khi bắt đầu mới hội tập xong bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng được một vài tháng thì có người mách thì bài lên, nói là bà nhưng mà chỉ khoảng ngoài 40 tuổi tí thôi, gần 50, trên đến 50 chút xíu rồi. Bài lên và gặp chúng tôi thì chúng tôi hướng dẫn cho là về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Bà ấy làm theo 21 ngày, 49 ngày. Và cũng qua cái ngày 49 đó thì một hôm thằng con nó đến, nó về nó bảo là mẹ hôm nay con nói chuyện với mẹ. Và mẹ nó thấy như vậy thấy rất là lạ, tưởng nó nói cái gì, ngồi nói chuyện, ngồi lại tí thì nó này, con xin lỗi mẹ. Một thời gian qua là hơn 2 năm qua rồi, con cũng không hiểu là con tại làm sao mà con cứ sống nó như thế. Thế bây giờ thì tự nhiên là con suy nghĩ là con thấy là con có lỗi, và con nhận lỗi với mẹ, và từ ngày mai trở đi mẹ thổi cơm xong thì mẹ chờ con, mẹ gọi con, hai mẹ con ăn cơm. Mẹ nghe nói câu đó mẹ nó từ rưng rưng và nước mắt và khóc òa đến ôm lấy đứa con, hai mẹ con ôm nhau, và từ đó trở đi gia đình lại tiếp tục được đầm ấm và hạnh phúc như trước. Đó, cho nên thấy cái đấy là cái gì tác động. Tôi không dám khẳng định là cái gì tác động, nhưng mà từ trước đây ở cái nhà cũ thì hai mẹ con vẫn là rất hạnh phúc. Thi vào đại học một cái chuyển về bán cái nhà cũ mua cái nhà mới gần trường học của con, để cho con đi học nó gần hơn và nhà cũng có điều kiện chút xíu. Thì con nó lại như vậy. Nhưng khi mà có người mách lên chùa Khai Nguyên xin thỉnh kinh Địa Tạng rồi về mà đọc tụng ở nhà được qua 49 ngày thì tự nhiên con nó như thế. Đó là gì? Tự người ta cảm nhận được là tội hết và phúc sinh. Nghiệp xấu ác gì? Nhân xấu ác đã gì? Đã qua, và cái quả ngọt chín mùi gì? Đã tới. Tự họ biết, tự họ cảm nhận thấy. Cho nên ở đây á, tôi mới nói là Phật tử này chưa đủ là như, vì sao chưa đủ? Vì Phật tử còn khẳng định là còn chưa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, như con cái chưa có công ăn việc làm, mặc dù học hành đến nơi đến chốn cả hai đứa. Thì đây có nghĩa là quả ngọt chưa gì, chưa chín mùi. Đây mới chỉ ở trong giai đoạn mà có thể là trái nó mới gì, mới chắc xanh, hoặc là nó gần gần chín thôi. Phật tử này cố lên một chút nữa, mà phải giữ chọn cái niềm tin, đừng có thoái chuyển, đừng có nghe hôm nay người này nói thế này, mai người nói nó thế kia, nói thế kia mà thoái chuyển. Hôm nay mình đang tụng kinh Địa Tạng, mai nghe một sư nào đó hay là một Phật tử nào đó nói ôi giời tụng kinh Địa Tạng không tốt bằng kinh gì Pháp Hoa đâu, tụng kinh Pháp Hoa tốt hơn, thì lại bỏ Địa Tạng đi Pháp Hoa. Hay là có người đến nói là ôi giời tụng kinh Địa Tạng không bằng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, trở thành một vị đại Bồ Tát, sẽ thành Phật ngay trong một đời. Tụng kinh Địa Tạng là đi con đường gì, đường vòng, còn tụng kinh Vô Lượng Thọ là đi con đường tắt. Nghe họ nói như vậy lại bỏ kinh Địa Tạng chạy theo tụng kinh Vô Lượng Thọ, vân vân và vân vân. Đó gọi là gì? Đó gọi là không giữ chọn niềm tin. Niềm tin là quan trọng nhất, niềm tin vững vàng là quan trọng nhất. Rồi cái thứ hai là phải chân thành để mà gì, mà lễ Phật, niệm Phật, sám hối, tụng kinh, cộng thêm việc lành ở bên ngoài, đó là phóng sinh tu phúc, bố thí cúng giảng, làm việc thiện, nghe giảng pháp để cho mở mang kiến thức trí tuệ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.